Hội Liên hiệp Phụ nữ Quyền Cờ Đỏ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Quỳnh 11, Bí thư Quyền Quyền Cờ Đỏ, cùng lãnh đạo các ban ngành quyền đến dự. Năm 2022, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Quyền Cờ Đỏ đã thực hiện 23 công trình phần diệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, tổng trị giá trên 950 triệu đồng các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho hội viên phụ nữ tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó đã trao tặng 12 máy ấm tình thương cho hội viên, giới thiệu cho 280 chị về vốn ngân hàng chính sách xã hội, giới thiệu việc làm cho trên 1.100 lao động. Đồng thời, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế cũng được đẩy mạnh. Các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao được Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền cờ đỏ đặc biệt chú trọng qua đó xây dựng và ra mắt 7 mô hình bảo vệ môi trường, nâng tổng số đến nay có 33 mô hình với trên 1.169 thành viên.